quý vị và các bạn, với chất lượng thịt có độ chắc, vị ngọt, dai vừa phải và trứng có lòng đỏ to, thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, vịt cỏ Trung Khánh đã trở thành thương hiệu hàng hóa nông nghiệp nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến huyện Trung Khánh cũng mong muốn được thưởng thức. Mô hình nuôi vịt cỏ đã giúp hơn 3.000 hộ dân Trung Khánh tăng thêm thu nhập. Nhiều hộ đã vươn lên để thoát nghèo bền vững. Vịt cỏ Trung Khánh thường được nuôi theo phương thức tự nhiên, thả bơi lội, tự tìm kiếm các loại mồi tạp, ốc, tôm, tép và được nuôi bằng ngô, đỗ tương, rau xanh, thóc, dây vãi. Từ những phụ phẩm nông nghiệp, vịt cỏ Trung Khánh trọng lượng không to như vịt thường, chỉ trung bình từ 1,3 đến 1,6 kg một con. Hiện nay tại huyện Trung Khánh, vịt cỏ được nuôi tập trung nhiều nhất tại 7 xã, gồm Đức Hồng, Đình Phong, Ngọc Côn, Đoài Dương, Phong Nậm, Lăng Hiếu, Ngọc Khê. Đây là những nơi có điều kiện khí hậu, nguồn nước thích hợp cho vịt sinh trưởng phát triển. Hiện nay hộ ít nuôi 200 con một năm, hộ nhiều nuôi hơn 1.000 con một năm. Hàng năm, cứ đến thời điểm rằm tháng 6, tháng 7 âm lịch, ông Hoàng Văn Biển luôn tất bật với đàn vịt gần 1.000 con của gia đình để phục vụ nhu cầu của người dân. Ông chia sẻ, vào thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, số lượng đàn được tăng cao, lên đến hơn 700 con một lứa, là thời điểm thu hoạch lúa mùa, vịt được chăn thả tại các cánh đồng, tìm kiếm thức ăn tự nhiên sẵn có, nên chất lượng vịt thương phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt là giúp gia đình tiết kiệm được một phần chi phí mua thức ăn cho vịt. Từ chăn nuôi vịt, mỗi năm gia đình có thu nhập được trên 30 triệu đồng. Đây là một khoản thu nhập khá, giúp gia đình ông có điều kiện nuôi con ăn học và mua sắm các vật dụng, phương tiện, phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tôi cũng nuôi là mỗi năm 3 lứa, là mỗi lứa thì hai lứa rằm tháng 6, tháng 7 thì mỗi lứa thì 200 con. Còn đến vịt chạy đồng thì 500 con. Tầm 500 con thế này. Còn cái dịch bệnh đối với cỏ thì nó thường xảy ra cái phân xanh phân trắng, là tôi cũng học qua cái quy thì tôi phòng là chớm vào tôi đã lấy thuốc về điều trị, nó cũng tỷ lệ rủi ro cũng 1%, thế này thôi, không chết nhiều đâu, cái bệnh phân trắng. Cái đàn vừa rồi tôi bán cái lứa rằm tháng 6 thì 200 con thì bán được 20 triệu, thế này thì cải thiện cho con cái đi học hành, cũng đủ tiêu hàng ngày của gia đình. Chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp, đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và chăn nuôi. Anh Đàm Văn Chất, cơ sở sản xuất và kinh doanh vịt cỏ xóm Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Nhờ mô hình nuôi vịt đẻ trứng, với hơn 900 con vịt, mỗi ngày thu về hơn 700 quả, ước tính mỗi năm có trên 200.000 quả được xuất bán. Giá 4.000 đồng trên một quả, trừ hết chi phí, thu lãi gần 500 triệu đồng một năm. Giống vịt cỏ chân cao, lội đồng khỏe, nên dễ cho việc chăn nuôi, đặc biệt nếu chọn được con giống tốt sẽ cho sản lượng trứng cao. Chính vì thế, anh Chất luôn mua con giống ở những cơ sở tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không chỉ chọn giống, nuôi vịt chạy đồng lấy trứng đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật, cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Mỗi năm gia đình có hơn 900 con vịt đẻ trứng. Hàng ngày ra trứng đẻ ra thì không tiêu thụ được hết. Dịch bệnh luôn được gia đình tôi thường xuyên chú trọng, hàng ngày chăm sóc, cần phải quan sát độ linh hoạt của vịt, nếu có biểu hiện là thì kịp thời cách ly để theo dõi, tìm cách xử lý. Nuôi vịt đẻ trứng đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là khâu chọn giống, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Những khi thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ của vịt, nên chuồng trại nhất thiết phải khô ráo này, bằng phẳng, thông thoáng về mùa hè và ấm về mùa đông mới cho năng suất cao nhất này. Tùy theo quá trình chăm sóc mà mỗi con vịt đẻ có thể đẻ trứng liên tục trong vòng 3 năm. Từ sản phẩm vịt cỏ, hiện tại toàn huyện Trung Khánh đã thu hút được 3.000 hộ từ nuôi vịt thịt.
có hộ dân nuôi vịt đẻ trứng, hộ sản xuất con giống, hộ nuôi vịt thịt để bán ra thị trường, nhà hàng vịt quay. Điều này cũng đã tạo sự kết nối, liên kết sản xuất hàng hóa cũng như tiêu thụ được thuận lợi. Cái đường đi lại khâu vận chuyển khó khăn lắm. Từ đây trở đi thì nhà nước quan tâm với con đường để chúng tôi phát triển cái thành hợp tác xã thì mà phát triển kinh doanh rất là khá hơn. Vịt cỏ Trung Khánh được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể từ năm 2021. Hiện có 93 hộ tham gia vào hội sản xuất kinh doanh vịt cỏ của huyện. Để thực hiện chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật, hướng đến mục tiêu ít dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chất lượng. Để bảo tồn giống vịt cỏ và phát triển kinh tế cho nhân dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trùng Khánh tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ nhằm khuyến khích các hộ chăn nuôi trên địa bàn tích cực nhân giống phát triển và mở rộng quy mô chăn nuôi vịt cỏ. Phương hướng trong cái thời gian tới thì huyện sẽ tập trung là chỉ đạo các xã là sử dụng các nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia để xem xét và hỗ trợ là cho các hộ là tham gia cái chuỗi sản xuất là theo cái chăn nuôi theo cái quy định của các chương trình đã đề ra. Vịt cỏ Trung Khánh đã và đang trở thành một mô hình kinh tế điển hình, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Chuyên mục giảm nghèo bền vững đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.